chị Trúc Tiên. Dạ. Và chị Trúc Tiên tuy rằng chị không hát bài Cô Hàng Chè Tươi, nhưng mà chị cũng vàng giống như Cô Hàng Chè Tươi. Xin mời chị và cũng để chị tự giới thiệu những câu vọng cổ chị tự sáng tác. Xin cảm ơn chị Trúc Tiên. Dạ, Tiên xin kính chào các bác anh chị ạ. Con hôm nay con có sáng tác hai câu vọng cổ, là thương hai câu thôi ạ. Để con tặng nhân dịp các bác mở khai trương hội cứu trợ thương phế binh, và con cũng gửi tặng các bác thương phế binh ở bên nhà luôn ạ. Cho nên cái bài này con làm á, con mới làm thôi, và con cũng mới tặng chỉ có một lần thôi, cho nên nếu mà có sơ sót gì đó xin các bác anh chị tha lỗi cho con ạ. Thank you.
Xin cảm ơn chị Trung Tiên.